da, hay cái gì đó sai sai rồi đó. Âu, lụm lụt tập ai rồi? Hình Lê Ngọc Hoàng. À, nhưng không sao, đã có biện pháp. Hãy xem đây. Nguyễn Minh Anh. Yes. Một màn ảo thuật với những cuộc học tập và đặc biệt rất phù hợp với học sinh những trang bạn bè. Và hãy đến với Lê Bình. Xin chào bạn, bạn có muốn xem một chút ảo thuật không? Được. Đây, bạn hãy nhìn đây. Đây, đây máy quay hãy đưa lại gần. Đây, mình có một tờ giấy nhãn ở đây màu vàng. Đây, ghi chữ hình Lê Ngọc Hoài ở đây. Rồi, bây giờ bạn hãy rờ vô thử xem. Rồi, không có gì phải không? Không có gì. Rồi, bạn hãy nhìn đây, tay mình không có gì cả. 1, 2, 3. Yes, biến thành màu xanh Nguyễn Minh Âm. Yeah, bạn hãy rờ vô xem. Không có gì, không có gì thì... Đây, mọi người hãy nhìn xem đây, ở bên trong. Đây, không có gì cả. Xin chào các bạn, và bây giờ chúng ta hãy xem bên trong cuốn tập này có gì nhé. Đây, Nguyễn Minh Anh, màu xanh lá. Bên trong, không có gì cả. Ấp lạ. Ơ, trở lại hình như hoài rồi. Tại sao vậy? Ơ, tại sao? Bên trong không có gì cả. Now I can't remember how it goes, but I know that I won't forget her.